và đưa mày lên công an. Đi, tốt cái gì mà tốt? Cháu... Nói, lớn rồi, phải biết chọn bạn mà chơi chứ. Tao đánh què chân đấy, về. Mày còn cãi tao à? Thằng mất dạy này, hôm nay tao phải đánh chết mày thôi. Đi ra. Khương ơi, Khương ơi, lại đi đâu rồi? Mẹ mua thịt xiên cho Hưng ấy này. Ra đây đi, không chơi trốn tìm đâu nhá. Hưng ơi, anh ơi, anh có thấy đứa bé đi đôi dép này tầm 4 tuổi mặc bộ đồ thể thao không ạ? Không, anh không thấy. Hưng ơi, anh ơi, con đi lạc ở đâu rồi ấy? Em không biết. Hưng ơi, Hưng ơi. Dạ chú. Mua bánh mì về cho con này. Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Chú thích không? Có ạ. Này, học bài chưa ấy? Dạ cháu học xong rồi ạ. Bây giờ cháu đang làm toán nâng cao ạ. Giỏi lắm. Thôi, ăn đi. Có ạ. Em muốn uống trà sữa à? Em muốn ăn bánh mì à? Đây em ăn đi. Nhưng em không mang theo tiền. Sao đấy ông tướng? À chú, chú cho cháu cái bánh mì để cháu cho em nhé. Bé tí ra mà đã ba lăng rồi. Được. Đây em ăn đi, không cần phải trả tiền đâu. Em cảm ơn. Ơ, sao anh lớn hơn em mà bây giờ anh mới học sách lớp 3? Tại anh đi học muộn. Anh cháu á, học giỏi quá nên bị người ta giữ lại đấy. Em có nhiều sách lớp 3 không học nữa lắm. Anh lấy không, đến nhà em cho. Thật không? Thật ạ, nhà em có nhiều lắm. Nhưng nhà em cách đây tầm 2 cây số. Em đang đợi mẹ đến đón. Thế thì để anh đèo ấy, lấy xe đạp đèo em về. Anh đèo về xong tiện thể anh lấy sách luôn. Thế còn mẹ em? Thì em gọi điện cho mẹ em là được mà. Chú ơi chú cho con lên nhà em lấy sách nhá. Biết rồi, đi nhanh rồi về nhá. Vâng ạ. Hai đứa đi cẩn thận. Thế đợi anh một tí nhá. Cho vào cái cặp này hộ anh nhé. Vâng ạ. Ui, cháu kìa cô ạ. Cháu là ai đấy? Cháu... Thôi chết rồi. Này, lại vào đây để ăn cắp xong trộm chĩa cái gì đúng không? Có phải đang trộm không? Không ạ. Nhìn cái bộ dạng lấm lét bẩn thỉu của mày, tao biết ngay mày đã ăn trộm rồi. Thôi chết, tao đưa mày lên công an. Đi. Dạ không, cháu không phải ăn trộm ạ. Mẹ ơi, con đi vào phòng đi để mẹ đưa thằng này lên công an đã. Nhưng đây là bạn con mà. Cái gì? Bạn của con á? Vâng ạ. Con bảo bạn vào chờ để con lấy sách cho bạn. Ai cho con chờ với cái thằng bẩn thỉu này? Không mẹ ơi, bạn ấy tốt lắm. Tốt cái gì mà tốt? Nhà mày ở đâu? Bố mẹ làm gì? Dạ cháu... Nói! Cháu không có bố mẹ ạ. Cái gì? Không có bố mẹ á? Nghĩa là trẻ mồ côi à? Mấy cái thằng mồ côi ấy mà không được dạy dỗ ấy, lớn lên cũng chỉ làm đấu trộm đôi cướp thôi. Cút về! Mẹ! Mẹ nói cho con biết nhá, mẹ cấm con chơi với cái loại bạn như này biết chưa? Cái thằng mồ côi này thì có gì hay ho mà chơi, học được cái gì? Nhưng con thích chơi với anh ấy. Thích cái gì mà thích?
Lớn rồi phải biết chọn bạn mà chơi chứ. Mấy cái thằng mồ côi này à, làm gì có ai dạy dỗ. Lớn lên lại đi ăn trộm ăn cắp chứ làm được cái gì. Cút về. À mà tao nói cho mày biết nhá, lần sau ấy tao cấm mày bước chân vào nhà tao biết chưa. Tao mà nhìn thấy á, tao đánh cho què chân đấy. Về. Một loại vô văn hóa vô giáo dục, nhìn mặt có thể ghét rồi. Mẹ ơi, anh ấy quên cặp. Để con đi trả cho anh ấy. Vứt luôn đi. Ba lô của anh này, em đã bỏ sách vào rồi. Sách này em học xong rồi. Anh đọc đi. Xì nhá. Anh về nhá. Anh về đây. Sách ở đây mà nhỉ? Ui, cháu kìa cô ạ. Cháu hai đấy. Thỏ ơi, Thỏ. Dạ. Cái thằng mồ côi sao nhà mình chơi nó ở đâu? Anh ấy ở quán trà sữa ngã 3B5 ạ. Dậy. À, lên rồi thằng này. Chào cô ạ. Chào cái gì? Mày đúng rồi quân ăn cắp. Đây rồi. Lần này thì mày có cãi thằng trời nhá. Cháu không ăn trộm ạ. Sách này là sách của tao. Tiền này cũng là của nhà tao. Mày lại còn cãi ở cái thằng mồ côi này. Cháu không ăn trộm. Mày không ăn trộm thì chắc tao cho mày chắc. Không ạ, nhưng mà... Nhưng mà này, tao nói cho mày biết nhá. Mày á, bé tí tuổi đầu nứt mắt ra đi ăn cắp rồi. Và ta đã bảo rồi, những cái thằng mồ côi mà không cha, không mẹ, không người dạy dỗ như mày ấy, lớn lên chỉ được đi ăn cắp thôi. Cô không được nói cháu như thế. Mày còn cãi tao à, thằng mất dạy này. Bố mẹ mày không có để dạy mày á, thì hôm nay tao dạy mày. Mẹ dạy em gì? Mẹ đừng đánh anh ấy. Có biết là nó ăn cắp tiền của mẹ không? Anh thấy cái tiền trong cuốn sách đấy. Mẹ ơi, sách đấy là con tặng anh ấy. Con thấy nó cũ, không ai đọc. Anh ấy lại không có, nên con mới cho anh ấy. Thằng này, mày lại còn xui con gái tao ăn cắp tiền tao đúng không? Không à. Hôm nay á, tao phải đánh chết mày thôi. Mẹ ơi, mẹ. Đi ra. Này, tao nói cho mày biết nhá, hôm nay tao sẽ cho mày lên. Hưng, cháu có sao không? Chú. Để chú xem nào. Đứng dậy nào. Cô làm gì đấy à? Cô không thấy thằng bé đang sợ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay cháu 10 tuổi ạ. Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Mẹ đừng trách anh ấy nhá. Anh ấy không phải ăn trộm đâu. Là con cho anh ấy sách mà. Cái ăn trộm á? Tôi nói cho cô biết nhá. Hưng thì nó không cha không mẹ thật. Không ngờ nó làm dám mang cái trò ăn trộm ăn cắp đâu. Từ cái ngày tôi đưa nó về nuôi nhá, nó vô cùng ngoan ngoãn mà không hề có những thói quen như thế. Đã thế á, còn tính thương người nữa. Thấy bạn không có đồ ăn đấy, còn cho cả bạn đồ ăn. Tại sao anh biết thằng bé này? Tại sao anh biết? Cô bình tĩnh lại đã. Anh nói đi. Tôi tình cờ biết được không? Lạc mẹ ở chợ. Đã thế á, tôi thấy đứa bé là đáng thương, còn ngoan nữa. Là năm ngoài tôi đưa cháu về nuôi, để là tiện dạy dỗ ăn học.
Mẹ nói cho con biết nhá, mẹ cấm con chơi với cái loại bạn như này, biết chưa? Cái thằng mồ côi này thì có gì hay ho mà chơi, học được cái gì? Nhưng con thích chơi với anh ấy. Thích cái gì mà thích? Lớn rồi phải biết chọn bạn mà chơi chứ. Mấy cái thằng mồ côi này làm gì có ai dạy dỗ. Lớn lên lại đi ăn trộm ăn cắp chứ làm được cái gì? Nhưng mà này, ta nói cho mày biết nhá. Mày bé tí tuổi đầu nứt mắt ra đi ăn cắp rồi. Và ta đã bảo rồi, những cái thằng mồ côi mà không cha, không mẹ, không người dạy dỗ như mày ấy, lớn lên chỉ có đi ăn cắp thôi. Cô không được nói cháu như thế. Mày còn cãi tao à? Thằng mất dạy này. Bố mẹ mày không có để dạy mày thì hôm nay tao dạy mày. Đúng con rồi. Đúng con trai của mẹ rồi. Hưng của mẹ đây mà. Hưng, 6 năm trước mẹ đi mua thịt xiên cho con, quay lại thì không thấy con đâu nữa. Mẹ đi tìm con khắp nơi. Mẹ đi tìm đứa bé có vết chàm ở vai, nhưng mà tìm mãi không thấy. Không ngờ lại gặp con như thế này. Mẹ xin lỗi con. Có thật là cô là mẹ của cháu không ạ? Là mẹ đây mà. Đây, ảnh của con đây. Lúc nào mẹ cũng mang theo. Đúng rồi. Ngày xưa tôi mới gặp cháu nó, cậu có chụp lại một bức. Hình cháu giống hệt như này luôn. Thương ơi, đây đúng là mẹ con đấy. Gọi mẹ đi con. Mẹ sai rồi là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Thảo ơi, anh của con này, gọi anh đi con. Anh. Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng có mắng những đứa trẻ mồ côi nữa nhá. Đã mất bố mất mẹ rồi thì buồn lắm. Nhưng nếu mà bị mắng thì chắc sẽ buồn hơn. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi.